Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Trong video ngày hôm nay, em sẽ gửi đến anh chị và các bạn báo giá mới nhất của tất cả các phiên bản xe Ford Ranger hiện đang bán tại thị trường Việt Nam, cũng như là chương trình khuyến mại giảm giá của đại lý. Xe bên em thì sẵn xe, đủ màu giao ngay. Anh chị có thể thấy là rất nhiều xe bên em đã về kho đây và có thể là sẵn sàng giao đến cho anh chị. Em cũng xin đi vào báo giá chi tiết của từng phiên bản để cho anh chị có thể nắm bắt được. Phiên bản đầu tiên em xin giới thiệu đến anh chị các bạn đó là mẫu xe Ford Ranger Wildtrak Biturbo. Đây là phiên bản số tự động 2 cầu, phiên bản cao cấp nhất của dòng Ford Ranger, với được trang bị động cơ 2.0 Biturbo số tự động 2 cầu. Chiếc xe này hiện tại đang có giá niêm yết là 925 triệu đồng. Hiện tại chính sách bán hàng của đại lý bên em đang giảm giá cho khách hàng đến 75 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện theo xe nữa. Xe này thì bên em ngoài cái màu cam em đang quay đây thì nó còn có màu trắng, màu đen và màu xám nữa. Anh chị cần màu nào thì anh chị inbox cho em sẽ gửi chi tiết cái màu xe để cho anh chị nhìn được, xem thấy nó sẽ dễ hơn. Cái mẫu thấp hơn cái mẫu Ford Ranger Wildtrak này, đó là mẫu Ford Ranger Limited. Thì hiện tại cái giá bán của mẫu Ranger Limited này là 799 triệu và bên em cũng đang giảm giá đến 40 triệu và tặng cho chị một gói phụ kiện theo xe. Ranger Limited cũng là một cái phiên bản tự động 2 cầu, nhưng mà nó được trang bị cái option nó không bằng cái Ford Ranger Wildtrak này. Ford Ranger Limited thì bên em có nhiều màu: trắng, đen, đỏ, vàng. Nói chung là đủ màu để anh chị có thể lựa chọn. Anh chị cần xe nào thì anh chị cứ inbox cho em. Màu nào em sẽ gửi chi tiết màu đó. Tiếp theo em xin gửi đến anh chị một cái phiên bản phổ thông, đó là mẫu Ford Ranger XLS AT. XLS AT số tự động 1 cầu thì bên em hiện tại đang bán có hai phiên bản, đó là một phiên bản nhập khẩu và một phiên bản xe lắp ráp trong nước. Phiên bản nhập khẩu thì bên em chỉ có màu đen, đây màu đen em đang quay đây, và màu ghi vàng. Đây bên em có màu ghi vàng đây. Đây là những chiếc xe Ford Ranger tự động 1 cầu nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Giá bán của chiếc xe này niêm yết là 650 triệu, hiện tại thì bên em đang giảm giá đến 15 triệu và tặng cho anh chị một gói phụ kiện theo xe nữa. Chi tiết như nào thì anh chị có thể liên hệ với em. Còn cái phiên bản Ford Ranger XLS AT lắp ráp trong nước thì là các màu còn lại, như là màu đỏ em đang quay đây, hay là màu ghi đây, ghi xám này, ghi xám, màu trắng đây, và còn màu, còn có thêm cả màu bạc nữa anh chị nhé, màu bạc và màu xanh dương. Màu xanh dương thì hiện tại ở đây nó không có, anh chị cần thì em sẽ gửi ảnh cho anh chị. Đây là màu bạc anh chị nhé. Chiếc xe Ford Ranger XLS AT số động 1 cầu phiên bản lắp ráp này giá niêm yết là 650 triệu. Thì chính sách bên em cũng đang giảm giá cho cái phiên bản này nó sâu hơn, là giảm giá đến 35 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện theo xe. Tiếp theo một cái mẫu Ford Ranger XLS MT. Vâng, XLS MT số sàn 1 cầu thì nó cũng giống y như Ford Ranger XLS AT thôi, cũng không có cái gì khác biệt cả, nó chỉ khác nhau ở cái hộp số thôi. Cái hộp số của cái bản này là hộp số sàn. Với giá niêm yết của Ranger XLS MT số sàn 1 cầu là 630 triệu. Thì bên em đang giảm giá đến 35 triệu tiền mặt anh chị nhé, và tặng cho anh chị một gói phụ kiện theo xe.
Xe thì bên em cũng đủ màu. Hai cái màu của Ranger XLS AT và XLS MT thì nó giống nhau anh chị nhé. Phiên bản tiếp theo em muốn giới thiệu đến anh chị các bạn đó là Ford Ranger XL. Đây là một phiên bản thấp nhất của Ford Ranger, số sàn 2 cầu. Chiếc xe này thì nó sẽ phù hợp với những anh chị có nhu cầu mua để đi lại ở những cái cung đường nó khó đi, đường đồi núi đèo dốc, hoặc là mua để cho công ty mua để cho nhân viên đi làm thị trường thì cũng rất là tốt. Bản này nó là bản thiếu anh chị nhé. La răng của nó thì chỉ la răng thép thôi, không trang bị bậc lên xuống, không có đèn gầm, nói chung bản này bản thiếu. Đây là chiếc xe màu đen. Còn ngoài cái màu đen này ra thì bên em cũng còn các màu khác nữa, như màu trắng, màu đỏ, màu vàng. Nói chung là đủ màu. Anh chị cần màu nào em sẽ gửi màu đấy anh chị xem chi tiết. Giá bán của chiếc xe này là 616 triệu là giá niêm yết. Hiện nay thì bên em đang giảm giá cho anh chị đến 40 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện theo xe. Xe bên em về rất nhiều, đủ màu. Ngoài ra thì bên em còn một cái phiên bản Ford Ranger Raptor. Raptor thì màu xám là giá là 1 tỷ 209 triệu, còn các màu khác như màu trắng, màu đen, màu đỏ thì giá là 1 tỷ 202 triệu. Cái phiên bản Ford Ranger Raptor này thì giá nó cũng linh động, thì anh chị mua thời điểm nào thì anh chị cứ điện cho em, thì em sẽ báo giá cho anh chị tại thời điểm đó. Em xin nhắc lại là chính sách bán hàng bên em nó cũng thay đổi tùy theo từng thời điểm. Anh chị mua ở thời điểm nào, anh chị cứ vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại hotline em để trên màn hình. Em sẽ báo giá cho anh chị một cách chính xác nhất và tốt nhất tại thời điểm lấy xe. Ngoài ra thì anh chị cần tư vấn về các hình thức mua hàng như là trả thẳng hay là trả hóa gốc. Cần tư vấn về hồ sơ làm ngân hàng, số tiền phải trả hàng tháng là bao nhiêu, tổng chi phí lăn bánh là bao nhiêu thì anh chị cũng vui lòng liên hệ với em. Em sẽ tư vấn cho anh chị, báo giá cho anh chị. Xe bên em là sẵn xe, đủ màu giao ngay. Một lần nữa thì em xin cảm ơn anh chị đã xem video của em. Anh chị xem video vui lòng cho em xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để em có động lực làm những cái video tiếp theo để gửi đến anh chị những chính sách mới nhất về các dòng bán tải xe Ford Ranger và các dòng xe khác nữa. Nếu anh chị có nhu cầu anh chị cứ comment ở dưới, em sẽ làm video về chiếc xe đó. Em xin cảm ơn anh chị đã xem video của em.